Có người nói người thân bị đọa địa ngục, nếu mình bị đọa cũng sẽ gặp người thân hoặc lên cõi trời. Cũng vậy, đúng không sư? Nó khó dữ lắm. Tại vì địa ngục nó rộng bao la, mình phải phạm cùng một tội, cùng một mức độ, giống như là cộng nghiệp làm chung một chuyện á, thì họa mai lúc mà đọa địa ngục mình sẽ ở chung. Thí dụ như cùng nhau giết một con bò, hoặc là cùng nhau tham gia một vụ trộm cắp, thì khi nghiệp nó trổ thì mình xuống là mình sẽ xuống chung, ở chung một chỗ. Còn nếu như không có thì mỗi người một nơi à, tại vì nó rộng dữ lắm. Còn lên cõi trời thì cũng chưa chắc, tại vì cõi trời có nhiều cõi khác nhau. Sư nhớ có một vị tỷ kheo á, khi mà trước khi xuất gia thì có gia đình, sau đó thì vợ chết, vị này đi xuất gia. Lúc mà đang tu á thì cô vợ á, lúc bây giờ là tiên nữ rồi, xuống nói ngài mình ơi, mình ráng tu thêm nữa, bây giờ á lâu đài của mình á đang ở cõi tứ thiên vương, mà em đang ở cõi đau lợi, cho nên á là ráng tu để lên được cõi đau lợi để ở chung với em. Thì vị này vẫn tiếp tục tu. Cô này cổ mới thấy là lâu đài của vị này á có ở đau lợi rồi, cổ xuống cổ mừng quá, cổ nói trời ơi mình ơi, lâu đài của mình ở cõi đau lợi rồi, mừng quá, mai mốt mình chết hai đứa mình ở chung. Vị này tiếp tục tu nữa. Lâu đài vị này không còn ở đau lợi nữa, tức là hiện ở cõi trên, cô này không lên được, không biết. Cổ này xuống cổ khóc nói mình ơi, mình tu xong mình lên cao quá, bây giờ xong mình gặp nhau đây. Rồi tới hồi mà vị này vẫn tiếp tục tu và sau đó chứng đắc thánh đạo thánh quả, và cô tiên nữ cô không xuống nữa, tại cô biết là từ giờ trở đi mình không bao giờ gặp được nhau nữa. Cho nên là đi lên thì cũng còn tùy ha.